Thưa quý vị, mưa to, lũ trên các sông tiếp tục dâng lên. 16 tỉnh thành phố của miền Bắc đang đối diện với nguy cơ lũ quét, ngập úng và sạt lở đất. Những ngày gần đây thì có lẽ việc cập nhật thông tin về mưa lũ trên các tờ báo, trang thông tin điện tử hay là mạng xã hội có lẽ đã trở thành việc làm đầu tiên bắt đầu ngày mới của nhiều người ạ. Vâng, và theo thống kê đến 9 giờ sáng ngày 11 tháng 9 đã có hơn 200 người chết và mất tích do ảnh hưởng của bão số 3 cũng như là mưa lũ sau bão. Cùng với đó, nhiều diện tích lúa hoa màu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Và hình ảnh mà những cánh đồng ngập trắng nước như thế này thì thường xuyên xuất hiện ở các cái tỉnh thành mà bị ảnh hưởng của mưa lũ ạ. Trong đó thì có rất là nhiều những cái diện tích lúa đang trổ bông, rồi là diện tích rau vườn ăn trái chuẩn bị cho thu hoạch. Thiệt hại ước tính có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng. Phóng sự sau đây sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vườn dưa này đã gần đạt độ ngọt, độ giòn, chỉ còn nửa tháng nữa là có thể cắt bán. Nhưng sau cơn bão số 3, những trái dưa rụng lăn lóc trên mặt đất trong sự xót xa của người nông dân. Còn chưa thu được cái gì, mất trắng hết em ạ. Từ đây sang kia mất hơn một tí, tí rưỡi, tí sáu rồi mất hết. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, do ảnh hưởng của bão số 3, đã có khoảng 125.000 hecta lúa bị ngập úng, thiệt hại, tập trung tại các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội, Hải Dương, Hà Nam, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Trong đó có khoảng 85.000 hecta lúa đang trong giai đoạn vào đồng, chuẩn bị thu hoạch bị ngập sâu. Về hoa màu, có trên 22.000 hecta hoa màu bị ngập úng, thiệt hại. Hiện các địa phương đang tập trung chỉ đạo nhanh chóng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả và khôi phục sản xuất sau bão, vận hành các trạm bơm tiêu nước đệm trên đồng ruộng, tuyên truyền vận động nông dân tranh thủ buộc dựng diện tích lúa bị gãy đổ, khẩn trương thu hoạch diện tích rau màu đã đến thời kỳ thu hoạch. Vâng, nóng như lửa đốt là tâm trạng chung của nhiều nông dân khi mà tài sản của họ chính là ruộng đồng, tất cả thì đều đang chịu tác động tiêu cực từ bão lũ. Sinh kế của nhiều gia đình bị ảnh hưởng và kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài nữa. Vâng, thiệt hại là thứ mà chúng ta đã thấy ngay trước mắt rồi. Tuy nhiên điều quan trọng nhất lúc này là nông dân phải bình tĩnh để có những hướng khắc phục kịp thời, giảm thiệt hại tối đa. Và đối với sản xuất trồng trọt thì hiện các địa phương cũng đã tập trung nguồn lực lên kế hoạch bơm thoát, tiêu úng không để ngập kéo dài. Cùng với đó thì nông dân chủ động dọn dẹp, xử lý đất để chuẩn bị tái thiết sản xuất ạ. Vâng, và quá trình khắc phục hậu quả sau bão trong ngành trồng trọt cũng có rất nhiều những cái lưu ý để hạn chế rủi ro. Và để giúp quý vị hiểu hơn về vấn đề này, phóng viên Nông thôn ngày mới đã có cuộc trò chuyện với chuyên gia trồng trọt, tiến sĩ Nguyễn Thị Nhung, nguyên trưởng bộ môn thuốc cỏ dại và môi trường, Viện Bảo vệ Thực vật. Mời quý vị cùng theo dõi. Cảm ơn chuyên gia đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hiện nay nhiều diện tích lúa đã làm đồng và trổ bông, nhiều địa phương đã phát ra cảnh báo là cần phải cảnh giác với các loại sâu bệnh hại đối với cây lúa. Và chuyên gia có thể là chia sẻ rõ hơn với chúng tôi về vấn đề này được không ạ? Mặc dù là cây lúa là cây dưới nước nhưng mà mực nước của nó cũng chỉ thấp thôi, nó chỉ 2-3-5 cm là cùng. Chứ ngập cao quá thì cái thân nó cũng bị thối, nó cũng bị ảnh hưởng. Thế và bông nó cũng sẽ bị hỏng. Nếu mà ngập quá, ngập cả cây chẳng hạn, mà chúng ta không làm thế nào mà chúng ta thoát nước, chúng ta tiêu nước đi được, thì cây không phải chết vì sâu bệnh mà cây chết vì ngập úng. Đấy, còn nếu như chúng ta thoát được nước, chúng ta có thể giữ được mực nước 5-3 cm chẳng hạn. Thế và cây có khả năng hồi phục thì chúng ta phải đề phòng các cái trường hợp như là bệnh nó tấn công ở giai đoạn đồng chỗ, như là bệnh lem nếp hạt, thế rồi là bệnh khô vằn, thế rồi một số bệnh cháy lá. Thế và khi mà lúa nó có thể trổ lên được ấy, ở cái giai đoạn sau ấy, mà hết ngập lụt rồi, còn không cẩn thận còn có cả bị dày nâu nó gây hại nữa. Thế thì sau khi chúng ta tiêu úng thoát nước cho lúa ở cái giai đoạn đồng chỗ mà cần phải xử lý đất để cho cây nó sinh trưởng và nó phát triển thêm ở cái giai đoạn này, thì chúng ta có thể bón thêm một số phân vừa phục vụ cho phát triển đồng chỗ, vừa phục vụ cho cây hồi phục, như là các cái phân silica hay là phân super humic hay là phân kahumat đấy, để chúng ta vừa cải tạo cái đất nó đã bị ngập úng. Có thể là nó ngập úng thì nó sẽ sinh ra nhiều khí độc, thì nó ảnh hưởng đến bộ rễ, nó làm cho rễ vàng, thì lúc này cũng không thể nuôi đồng nuôi bông được. Đây mà chúng ta xử lý như thế thì cái đất, cái nước nó được cải tạo và rễ nó có thể hoạt động trở lại, nó nuôi được bông, được nuôi được đồng, được bông. Thế và lúc này chúng ta lại bắt đầu chú ý đến sâu bệnh mà nó có thể phát triển, nó gây hại, nhất là trong cái điều kiện lúa mùa thì là hay bị cái bệnh khô vặt hại ở cái đoạn thân ở bên dưới, và nếu nặng thì nó cũng leo cả lên đến cổ đồng, cổ bông.
đấy, và các cái lá cũng bị hại thì lúc này nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến quang hợp và hô hấp, thì không nuôi được bông lúa, thế nó dẫn đến lửng lép. Thế rồi lại phải lưu ý cái bệnh lem lép hạt xuất hiện trong cái mùa này nữa, cũng là do nấm nó gây hại. Thế rồi là giai đoạn sau của chỗ là chúng ta phải để ý đến rầy nâu ở trong vụ mùa. Thế còn giai đoạn mà bắt đầu chuẩn bị chỗ thì lại không cẩn thận ở một số vùng lại bị sâu đục thân. Nếu mà hàng năm chúng ta hay bị sâu đục thân nó phá hại ở cái vùng đó thì chúng ta cần phải lưu ý là chúng ta lại phải phòng trừ cả nó nữa. Thế cho nên là sâu bệnh hại thì cũng rất nhiều ở trong giai đoạn lúa mùa. Mà khi ngập úng mà chúng ta không chú ý xử lý cái đất, cái nước thì lại cũng bị vàng lá rồi nghẹt rễ thì cây cũng không sinh trưởng phát triển được. Còn đối với rau màu, đặc biệt là đối với nhóm rau ăn lá thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thiệt hại nặng, thậm chí là mất trắng sau khi mà nước rút, dẫn tới nguy cơ là sẽ khan hiếm rau ở trên thị trường. Khôi phục lại sản xuất thì bà con nên tập trung vào nhóm cây như thế nào để có thể là nhanh chóng cân đối được cung cầu, thưa chuyên gia? Như chúng ta đã biết, rau màu cái mùa này chủ yếu là các nhóm rau cải ăn lá, thế rồi là các cây đậu đũa, thế rồi cà chua, dưa chuột, vân vân. Đấy, nếu như mà các cái cây mà nó đã bị dập nát hoàn toàn mà chúng ta không thể cứu vãn được thì chúng ta đành phải xử lý cái đất đó, sau đó thì chúng ta trồng các cái rau mới. Thế còn những cái rau mà sắp đến thu hoạch thì chúng ta thu hoạch. Thế còn những rau mà còn một nửa thời gian nữa mới thu hoạch được mà nó bị chết khoảng rất nhiều mà chúng ta có thể dồn được, ví dụ các loại rau cải là chúng ta có thể dồn dặm được, thì chúng ta dồn vào một khu để chúng ta chăm sóc, xới sáo, phá váng, bón phân cho nó tiện. Thế còn cái đất mà nửa trống thì chúng ta có thể lại cải tạo, lại xử lý để gieo trồng tiếp. Bởi vì như chúng ta đã biết là tất cả các rau ngắn ngày hầu như bị dập nát. Đấy, nếu như chúng ta không có lưới vòm, lưới ni lông hay là không có trong nhà lưới thì hầu như những rau ngoài trời là hỏng hết, kể cả chúng ta sắp thu hoạch thì nó cũng bị dập và nó cũng bị vàng úa. Thế thì chúng ta phải chuẩn bị, chúng ta cải tạo lại cái đất, ví dụ như là thoát nước thật nhanh này, cho đất nó khô này, sau đó thì chúng ta có thể xử lý bằng vôi bột, xong chúng ta cuốc xới đất và chúng ta lên luống hình mui rùa để cho nếu gặp những trận mưa tiếp thì nó sẽ có thể thoát được nước. Thế và bắt đầu chúng ta chuẩn bị các cái giống ngắn ngày để chúng ta gieo trồng. Đấy, khi xử lý đất xong rồi để giảm thiểu cái thiệt hại là khi chúng ta gieo xuống là mùa này mùa ẩm rất dễ bị chết cây con. Đấy, cho nên là nó sẽ bị nấm ở trong đất như là nấm Rhizoctonia, nấm Pythium hoặc là nấm Fusarium, nấm Phytophthora, nó tấn công vào cây con mà chúng ta hay gọi là bệnh chết cây con hay bệnh lở cổ rễ đấy. Thì chúng ta phải xử lý sạch sâu bệnh đi thì chúng ta mới gieo trồng được, chứ nếu chúng ta gieo xuống thì nó lại chết thì lại càng mất công. Thì chúng ta bón lót bằng các cái phân hữu cơ hoai mục cùng với các cái nấm có ích như là nấm Trichoderma hay nấm Caetomium, nấm Paecilomyces hay là vi khuẩn Bacillus subtilis. Tất cả những nấm này hay vi khuẩn này chúng ta có thể hỗn hợp vào phân hữu cơ hoai mục theo đúng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Chúng ta bón lót xong chúng ta mới trồng cây con hoặc chúng ta mới gieo hạt thì hạn chế tối đa cái việc chết cây con. Mà các cái rau màu mà chúng ta có thể trồng để cung cấp ra thị trường ngay chỉ trong vòng khoảng 25-30 ngày là thu hoạch được. Ví dụ như là các loại rau cải, cải xanh, cải ngọt, cải chip, rồi là cải bó xôi. Thế rồi là chúng ta cũng vẫn phải trồng xen thêm các cây đậu ăn quả để chúng ta có cả phong phú nhiều loại rau mặc dù nó thu muộn hơn. Hoặc là chúng ta có thể trồng dưa chuột. Dưa chuột cũng là một loại rau ăn quả rất tốt mà người tiêu dùng cần hàng ngày. Thì chúng ta cũng phải trồng để nó có độ khoảng 30 đến 35 ngày là đã được thu bói ngay từ lứa đầu tiên rồi. Thế cho nên tất cả các cây rau màu này chúng ta phải chuẩn bị ngay, như là các loại rau cải ăn lá này, rồi là có thể gieo rau dền này, thế rồi trồng dưa chuột này, rồi trồng xen thêm cả các ruộng cà chua, dưa chuột để chúng ta cung cấp thêm ra thị trường thì nó sẽ xen nhau, có cây dài ngày, có cây ngắn ngày một chút. Ngoài sự chủ động của bản thân thì những người nông dân thì cũng cần phải có những sự hỗ trợ như thế nào từ phía chính quyền địa phương, từ ngành nông nghiệp trong cái hoàn cảnh hiện tại ạ, thưa chuyên gia? Về mặt trồng trọt thì cái việc mùa mưa bão, cái hiện tượng, cái việc thoát nước là quan trọng nhất. Thế thì cái hệ thống kênh mương này thì phải có chính quyền địa phương giúp đỡ bà con nông dân, chứ không thì bà con nông dân không có kênh mương, bà con nông dân thoát đi đâu. Mà quan trọng nhất là thoát nước để cho chúng ta biết được rằng là những cái cây rau màu này nó không thể nào sống được trong ngập nước. Sau đó thì hỗ trợ những nhà hộ nông dân nào mà họ không có điều kiện, không có kinh tế thì có thể hỗ trợ họ ban đầu cái lúc mà mua hạt giống. Đấy, thì
hạt giống rau, các loại rau cải thì theo tôi tính là nó rẻ hơn tất cả các loại khác. Chỉ có dưa chuột là hơi đắt một chút. Xin cảm ơn về những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Ngay tại thời điểm này, ở nhiều địa phương, các đồng chí bộ đội, lực lượng thanh niên tình nguyện đang xuống đồng hỗ trợ nông dân dọn dẹp những hậu quả của bão. Dù mất mát, thiệt hại, thế nhưng sự chia sẻ giúp đỡ này đã phần nào động viên giúp người nông dân miền Bắc sớm vượt qua những khó khăn trước mắt. Vâng, và chúng ta có thể thấy rằng là tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ lẫn nhau của người dân Việt Nam một lần nữa nổi bật lên qua những nghĩa cử ấm áp tình người. Và quý vị cũng đừng rời mắt khỏi màn hình, chương trình sẽ tiếp tục với những chuyến xe nghĩa tình của người dân miền Trung hướng ra Bắc. Thưa quý vị, là cư dân của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió, bão giông, đứng trước những mất mát đau thương của người dân miền Bắc, nhân dân Quảng Bình không chỉ xót thương, đồng cảm mà còn hiểu rất rõ đồng bào miền Bắc đang cần gì sau cơn bão dữ đi qua. Nhiều đoàn tình nguyện đã không quản ngại đường xa, lên đường tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả, cứu hộ, cứu nạn tại vùng lũ lụt phía Bắc. Vâng, và tàu thuyền cũng như là những nhu yếu phẩm được chất lên những chiếc xe dán lời nhắn thân thương. Miền Bắc ơi, Quảng Bình đến rồi. Trên xe là những người dân với trái tim yêu thương hướng về đồng bào ruột thịt, là hành trang ý nghĩa mà người dân Quảng Bình đem theo. Ngược ra miền xuôi, sẻ chia cùng đồng bào phía Bắc, cùng vượt qua những ngày gian khó. Không quản ngại đường xá xa xôi, những con thuyền được chất lên xe tải lớn, cùng với hàng nghìn áo phao, thẳng hướng vùng lũ miền núi phía Bắc. Những con thuyền nhỏ gắn máy, được điều khiển bởi các ngư dân lão luyện, đã có mặt tại Thái Nguyên vào trưa ngày 11 tháng 9, rẽ sóng đến với những miền quê còn ngập chìm trong cơn lũ, trở nặng nghĩa tình của quân dân Quảng Bình với đồng bào phía Bắc những ngày gian khó. Không chỉ tới Thái Nguyên, nhiều đoàn tình nguyện của Quảng Bình còn đặt chân tới Hải Phòng. Rất nhiều người trong số họ chưa một lần rời phong nha kẻ bàng, chưa từng đặt chân đến thành phố Hải Phòng xa xôi, nhưng trái tim ấm áp nghĩa tình đã chỉ lối cho họ. Để đất lạ hóa thân quen, những chàng trai Quảng Bình đã cùng nhân dân xã Lai Xuân, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng chặt cây, tỉa cành, thu dọn trường lớp, sửa chữa nhà cửa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, những chàng Potter khỏe mạnh, thân thiện của núi rừng Phong Nha Kẻ Bàng đã ghi những dấu ấn ấm áp trong trái tim nhân dân Hải Phòng. Bên cạnh những người trực tiếp đến vùng bão lũ, góp sức người, sức của, nhiều người dân địa phương đang miệt mài chế biến và đóng hộp những món ăn tiện lợi như cá khô rim, ruốc xả cùng nhiều loại thuốc men. Những công việc kinh doanh tạm thời gác lại, mọi người hối hả tập trung hoàn thành sản phẩm để kịp gửi ra cho miền Bắc. Khắp nơi trong tỉnh, nhiều căn bếp nhỏ đã trở thành nơi tập trung của các bà, các mẹ, các chị cùng chế biến những món ngon gửi ra cho đồng bào trong hoạn nạn, đóng góp thêm cho những chuyến đi mang hơi ấm nghĩa tình đến với đồng bào vùng bão lũ. Vâng, những ngày đêm dài, mưa như chút nước, thiên tai ngập lụt đã để lại cho người dân miền Bắc những nỗi đau không thể đong đếm. Tuy nhiên, sự giúp đỡ thiết thực về tinh thần, vật chất là những tình cảm quý báu, cho thấy sự tương thân tương ái của mỗi người con đất Việt. Vâng, và không chỉ Quảng Bình đâu ạ, mà còn nhiều tỉnh thành miền Trung khác như là Bình Định, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Trị, có những đoàn xe thiện nguyện lăn bánh, tất cả đều hướng về miền Bắc, hướng về người dân mất mát do bão lũ.